chúng ta sẽ thấy cái hộp bài này. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của LB Audio. Đã mắt và xứng tai, đừng quên like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất cũng như là không bỏ lỡ bất kỳ một cái sản phẩm nào của LB Audio mang lại. Ok, hôm nay em lại tiếp tục đem đến cho tất cả anh em một cái concept QT-E7. Đây là một cái model nâng cấp so với QT-E6 mà em đã đăng trước đây. Thì em riêng cái em này thì chúng ta vẫn sử dụng hai học băng và có một cái học băng là auto revert. Thì cái học băng thứ hai nó sẽ kết hợp thêm một cái equalizer để chúng ta có thể tùy chỉnh cái âm thanh theo cái sở thích của mình. Đây ha, chúng ta có 5 bên equalizer để chúng ta có thể tùy biến. Ok, bây giờ em sẽ test cái khả năng chơi âm thanh. Ngoài ra thì ngoại hình cũng như là thiết kế cũng không có gì thay đổi nhiều. Em này em cũng đang thanh lý với một giá rất là dễ chịu, anh em có thể đây. Toàn bộ đây là cái phần ngoại hình của em nó. Một cái giá rất là chịu, anh em có thể mua và thưởng thức cái chất âm của nó. Ở đây vẫn có cổng AUX để chúng ta có thể nghe theo thiết bị bên ngoài. Ok, bây giờ em sẽ test ha. Đầu tiên thì em sẽ test cái hộp này. Có một cái điều rất là thú vị là đối với cái những cái dòng sáp Y này trở lên ấy, thì cái chất âm của nó, cái anh em nó sẽ tinh tế hơn rất nhiều. Ví dụ khi mà chúng ta bấm play thì âm thanh nó sẽ từ nhỏ lên lớn hơn. Đó. Nó sẽ khiến mình nó dễ chịu hơn, nó không đột ngột hơn. Chúng ta sẽ test cái hộp băng sẽ có nhiều đóng góp cho điện ảnh, sân khấu kịch nước nhà và nhất là các chương trình sân khấu truyền thanh của đài tiếng. Đồng sếp, làm cái gì khán giả chứ? Nhà vệ sinh cho đến phòng ngủ đều được lắp ghép bởi 3,3 triệu miếng Lego đấy. Đây là ngôi nhà có thể ở được và được James May xây dựng dựa trên nguyên mẫu ngôi nhà của chính mình. Công ty Lego đã liên hệ để đưa về công viên Lego gần nhất của mình nhưng mà bất thành do. Ok, xin cảm ơn tất cả anh em đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo. Nếu thích clip này, hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ like nha.